Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Thì hôm nay mình sẽ chơi thử tựa game Liên Quân trên chiếc Samsung Galaxy Note S nha các bạn. Độ phân giải và chất lượng hình ảnh mình sẽ để mặc định của máy là tiêu chuẩn và mượt. Còn FPS thì mình sẽ để là cao. Ở trên màn hình thì hiện tại mình thấy FPS nó đang là 45. Để xem một lúc nữa nó có ổn định không. Rồi ok, thì với mức đồ họa này mình có thể chơi Liên Quân với FPS là 45 nha các bạn. Nói chung ở mức chữa cháy thôi. Chơi được là ngon rồi các bạn ơi. Rồi ok, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.